It's so cute. Đây là điều bạn sẽ phải thốt lên ngay từ ánh nhìn đầu tiên với chiếc tai nghe DUEH925 Epink. Tai nghe có khung nhôm tích hợp vừa nhẹ vừa bền, cùng với đó được hỗ trợ nút bịt tai có thể tinh chỉnh lên xuống, đảm bảo sự thoải mái khi đeo tai nghe lâu. Phần đệm tai được thiết kế và bọc da cao cấp, hạn chế bong chóc sau một thời gian dài sử dụng. Đồng thời với đó cũng tạo nên cảm giác êm ái khi đeo trong thời gian dài, cũng như là được thiết kế cách âm tuyệt vời. Bên ngoài phần ốp tai được trang bị đèn LED RGB bắt mắt, điều chỉnh với 16,8 triệu màu, một loại thiết kế điển hình của dòng tai nghe gaming. Tai nghe được trang bị driver có kích thước 53mm cho tần số âm thanh phát ra lên tới từ 20 đến 20.000Hz, mang lại âm thanh sống động và chân thực cho người sử dụng. Đi kèm với đó là hệ thống âm thanh vòm 7.1, mang đến cho bạn những trải nghiệm âm thanh đặc biệt trong từng chuyển động trong game, hoặc những bản nhạc cũng được truyền tải một cách chất lượng tốt nhất. Sản phẩm đã được bán tại Hà Nội Computer với chế độ bảo hành 12 tháng.